Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình airdrop nhận NFT từ sàn Binance nha các bạn. Thì để tham gia dự án hôm nay các bạn cần link phần link mô tả. Thứ nhất mình các bạn cần phải có một cái tài khoản trên sàn Binance Name nè các bạn. Binance các bạn đăng ký và KYC nha các bạn. Sau khi các bạn đăng ký và KYC xong các bạn link phần link form thứ hai của mình các bạn mở link form nha các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn join sao kênh Telegram group của nó nè. Sau khi join xong thì các bạn điền địa chỉ email các bạn đã đăng ký trên sàn Binance nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút tiếp nè. Tiếp tục thì các bạn gửi lại một cái UID trên sàn Binance nha các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ sàn Binance các bạn bấm vào một ảnh avatar của mình nha các bạn. Các bạn copy cái UID nha các bạn. Rồi các bạn bấm update nè. 3824. Rồi các bạn giờ dán vào đây nha các bạn. Rồi tiếp tục thì viết name và last name các bạn ghi họ và tên của mình nha các bạn. Rồi các bạn bấm tiếp nha các bạn. Tiếp tục đây thì đáp án thì mình có để dưới phần link mô tả ơi, mình có để dưới phần link trong nhóm kênh Telegram của mình nha các bạn. Các bạn vào mình tương tự mình các bạn trả lời các bạn để mình dùng một cái máy khác mình trả lời các bạn. Đây nè các bạn. Thì đáp án có để nè các bạn. Câu số 1 là các bạn chọn đâu ta? Non Fubike token. Rồi các bạn dựa theo các bạn trả lời nha các bạn. Rồi câu số 2 là CZ nè. Câu số 3 là Binance NFTS nè. Câu này thì dễ rồi, còn mấy câu này mình tìm nguồn thôi các bạn. Sẽ giúp. Tiếp tục câu số 4 là Admin Never Contract. Phần 2 các bạn, Yes and Never Contract nè các bạn. Rồi tiếp tục thì câu số 5 thì XG Address nè các bạn, công an các bạn. Rồi câu số 6 thì các bạn dựa theo các bạn làm các bạn. What Decision. Thì câu này sẽ là câu dài nhất các bạn. Full order nè. Nãy T. Tiếp tục thì các bạn chọn vào cái này thì trên chút Wallet và MetaMask. On MetaMask. Các bạn chọn hai đáp án luôn các bạn. Tiếp tục các bạn chọn vào mục Abook nữa các bạn. Câu số 8 thì nước tập cần này là Sparker Swap và Churidan nè. Đạp tê thì bán trên sàn ba cơ sư Wap và Chusidan nè. Đi đâu nè. Mình thì những dáng đạp tê thì mình cũng biết cũng có chút đỉnh nè các bạn. Chứ mình không có gành gì nha các bạn. Thì các bạn làm đi, sau này nó có về thì mình sẽ nghiên cứu, mình hướng dẫn các bạn bán sao nha các bạn. Tiếp tục thì đâu ta? Abook. Rồi tiếp tục thì Abook nha các bạn. Chọn what.udemain câu nào ta? Câu số 8 app.book phan các bạn đã dịch ra các bạn. Thì câu này các bạn chọn vào câu an nha các bạn. Adip Yuxilan nè. Tiếp tục thì câu số 7 thì câu số 8 thì câu số 11 thì Billy nè. Câu số 12 là N2021 nè. Câu số 13 What is DeFi? Thì các bạn sẽ là đi lên Falanci. Câu số 14 là NFTX nè các bạn. NFTX SN. SN NFT các bạn, câu này nè các bạn. Câu số 15 là Phan các bạn. Khô à. David. Câu số 16 là BD Sivan. Bri Fan nha bạn. Câu số 17 là
đáp án quá trời khó rồi các bạn ơi. Không phải dễ nhận được một tê trên sàn Bani là dễ đâu các bạn, khó chẳng ngay. Tiếp tục câu này thì các bạn bấm vào ASS NFT nè, DeFi NFT luôn nữa các bạn, rồi Semin NFT nè. Enter. Các bạn chọn 4 câu luôn các bạn. Rồi tiếp tục thì câu số 18 là Chris Rambo, câu số 19 là Nagico. Thì câu hỏi này thì các bạn trả lời càng nhiều câu hỏi thì tỷ lệ NFT các bạn càng có nhiều các bạn. Còn trả lời sai thì cái này như cộng điểm nha các bạn. Thì cộng tỷ số điểm của bạn mà nhận NFT các bạn. Member. Rồi tiếp tục thì Emot Vicen, Vicen Sugan nè. Tiếp tục thì Vicen. Câu này chạy trên nền tảng NFTX ERC-115 nè các bạn. Số kỹ ta nhớ đạp tê chạy trên nền tảng BET-721 mà ERC-21-145. Rồi các bạn bấm tiếp nè, thì trên nguồn AirDrop nó có đáp án cho mình nè các bạn. Các bạn bấm tiếp nha các bạn. Rồi xuống đây vậy, nhìn dịch kêu. Xuống đây trả lời tiếp các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn bấm vào Crypto Bull nha các bạn. Rồi tiếp tục thì câu này thì Mod up the word Fill Inbook. Inbook nè. Các bạn dựa theo vài chữ đầu các bạn điền đáp án nha các bạn. Câu số này, câu số 25 là trả lời Regulation is Blockchain Basic Cap Game nha các bạn. Tớ quá tao cần khen NFT Shiba pha pha các bạn. What is NFT? Câu này sẽ là câu nào ta? Rồi tiếp tục đáp án này thì các bạn chọn ba cơ nè, Bimbi nè, ETH nè, chọn ba đáp án nha các bạn. Tiếp tục xuống đây thì các bạn chọn BNB Smart Chain nè. Rồi các bạn chọn No nè. What is NFT câu hỏi thì các bạn chọn vào What is NFT câu hỏi nè các bạn, câu này nè các bạn. Tiếp tục thì What Below thì các bạn chọn vào Nicat nè, Share With Me nè, Over nè, Ditcher nè. Bỏ câu cuối nha các bạn. Còn tiếp tục thì watch it followable. Các bạn chọn ba cơ chứ này ca ke. Các bạn chọn ba cơ nha các bạn. Thì sàn ba cơ swap. Watch it FOMO này FOMO. Thì các bạn chọn free missing out các bạn. Này watch it blockchain. Thì các bạn chọn Binance Smart Chain các bạn. In crypto thì bạn chọn không đắt phi nha bạn. What is thì các bạn chọn don chưa chưa các bạn chọn don nè, dot chưa. Rồi câu đáp án câu tiếp theo thì các bạn chọn Aritu nha bạn. Rồi tiếp tục câu số 38 thì các bạn chọn được cho nó bán ngang các bạn. Rồi tiếp tục câu số 39 NFTX khen đáp. Rồi câu 38 các bạn, tiếp tục câu 39 nè. Ui là tại. Rồi các bạn chọn đáp án
A nè, B luôn nữa bạn, C luôn nữa bạn, only wish chili and sweet 1 2 3. Rồi bạn chọn 3 đáp án luôn các bạn. Rồi tiếp tục câu số 40 thì BB BB Savi nha bạn. Câu số 41 là 2FA Google thi. 2FA đó. 2FA Google Audition nữa các bạn. 2 Photoshop Audition rồi. Tiếp tục câu số 41 các bạn chọn Z nè. Câu 42 các bạn chọn Z luôn nè. Rồi bạn bấm tiếp nè bạn. Chờ lót chút xíu. Rồi tiếp tục câu 44 thì các bạn chọn Club Recoin nè các bạn. Câu 45 này tu phôi. Rồi các bạn chọn C các bạn. Các bạn gửi theo các bạn đã chọn đáp án các bạn. Câu 46. Câu 46 là Braille nè. Braille Internet. Các bạn nhìn hai chữ đầu và chữ cuối thôi các bạn. Thì các bạn chọn vào nè. Ủa, con này sai các bạn ơi. Tiếp tục câu 47 các bạn chọn C nè. Câu 48 thì các bạn chọn full Safi nè. Tiếp tục hai câu luôn. User. Rồi tiếp tục các bạn có hai hai câu luôn các bạn. Tiếp tục câu 50 là các bạn chọn vào thôi ấy up đỡ bút nha các bạn. Sorry các bạn, phải câu này đã up đỡ bút nữa. Tiếp tục các bạn chọn đoán thôi nha các bạn. Rồi các bạn chọn NTS nè. Đáp án này nó sắp lộn xả chứ sao mà ngồi gấp đưa mình vào 52 Google trên. Rồi các bạn câu này câu 52 này thì các bạn chọn nôn no các bạn. Rồi các bạn chọn nít sample nữa, nít sample nữa. Rồi các bạn chọn user chan xanh nữa, ID nữa. Tiếp tục câu 55 thì các bạn chọn vào AC Symphony qua nè. Câu 56 thì Parker Swap nè, Bangke Swap, Party Bet. Câu số 57 là App The Book nè. Câu 58 là What is the... thì các bạn chọn Alufarm, Where Silly Sanders to Mean the. Rồi câu đáp A các bạn. Rồi câu 59 thì các bạn chọn The Cheat nè. The Sun nè. The Son nè. Câu 60 thì Jack Dory nè. Tiếng Anh không hiểu Hùng mà chọn tiếng Anh không. Rồi tiếp tục. Thì How do you understand C71? Khoan khoan. Thì các bạn chọn câu này, các bạn chọn đáp án ngang các bạn. Busy from the wallet nè. Tiếp tục thì các bạn chọn câu A, Mitchell Fund nè. Livy cấp đi nè. Rồi câu số 63 là Add the iBook nè. Câu số 64 là 7,5 A nè. Câu số 65 là The Sanda. The Sanda tôi cần S nha các bạn. Câu số 67 câu cuối là bạn chọn Equat.
ta gọi là Descendo Alo. Full token. Chết hát đà bà C thì các bạn chọn Santa Tu. And full B. Câu này cũng là câu này các bạn chọn A B C D luôn các bạn. A Dero Baker Swap and K Swap N T Swap và bấm tiếp các bạn. Quên. Rồi tiếp tục các bạn gỡ thôi các bạn. Đáp án này thì tỷ lệ các bạn trả lời đúng thì càng nhiều thì tỷ lệ chiến thắng NFT càng cao các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình để góp nhận NFT trên sàn Binance đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo tụi nhé.